Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong tháng 8 vừa qua, toàn quốc đã xảy ra 1.712 vụ tai nạn giao thông, làm chết 654 người, làm bị thương 1.591 người so với cùng kỳ năm 2014, giảm cả 3 chỉ tiêu. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra đều có nguyên nhân như sử dụng rượu bia, tránh vượt sai quy định, vi phạm tốc độ. Sáng nay ngày 26 tháng 8, đội bảo vệ cầu Bãi Cháy bắt đầu phân làn giao thông để đơn vị thi công tiến hành sửa chữa mặt cầu. Làn đường hướng đi Hạ Long, Hà Nội được phân cách bởi hệ thống ngăn cách, biển báo hướng dẫn các phương tiện. Trong ngày đầu phân luồng, do lưu lượng xe qua lại khá nhiều nên chiều sửa chữa có ùn tắc nhẹ. Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án là 8 tỷ đồng và quá trình sửa chữa mặt cầu diễn ra 2 tháng. Chuyến bay VN1397 của Vietnam Airlines dự kiến khởi hành lúc 17 giờ 5 phút ngày 25 tháng 8 từ sân bay Phú Cát Bình Định về sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, sau 6 lần thông báo trì hoãn chuyến bay vì lý do thời tiết, thì đến khoảng 21 giờ 30, Vietnam Airlines bất ngờ thông báo hủy chuyến bay, khiến hàng trăm hành khách phải vật vờ ngủ lại sân bay suốt đêm chờ trời sáng. Trước những phản ánh của hành khách về cách cư xử thiếu chuyên nghiệp của nhân viên hàng không, chi nhánh Vietnam Airlines tại Bình Định lý giải do chuyến bay bị hủy vì thời tiết nên hãng không phục vụ khách sạn mà chỉ lo bữa tối cho khách. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp đã sắp hoàn thành và sẽ tổ chức thông xe toàn tuyến trong tháng 9. Việc thu phí sẽ tiến hành sau khi hoàn tất các hạng mục của trạm thu phí. Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp có chiều dài hơn 21,6 km. Điểm đầu tại km 2078 qua thành phố Cần Thơ và điểm cuối tại km 2100 qua tỉnh Hậu Giang, thời gian thu phí 11 năm 3 tháng. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 26 tháng 8, trên tuyến đường Pháp Vân - Cầu Rẽ, đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải, khiến hàng chục hành khách ngồi trên xe hoảng loạn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải bố trí gần 10 chiến sĩ để phân luồng, chống ùn tắc giao thông. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách mang biển kiểm soát 17B01092 và xe tải mang biển kiểm soát 99K5762. Cả hai xe đều lưu thông cùng chiều theo hướng Pháp Vân đi Cầu Rẽ. Tại hiện trường cho thấy chiếc xe khách đã đâm vào đuôi xe tải, phần đầu xe bị hư hỏng nghiêm trọng, các mảnh vỡ nằm vương vãi khắp mặt đường. Trên xe lúc xảy ra tai nạn có khoảng 30 hành khách. Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách do không làm chủ tốc độ đã đâm vào đuôi xe tải đang lưu thông cùng chiều lấn làn đường. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm đã khiến tuyến đường Pháp Vân - Cầu Rẽ bị ùn tắc nghiêm trọng. Khoảng 10 chiến sĩ cảnh sát giao thông đã được điều động phân luồng giao thông. Sau nhiều đợt giảm giá xăng dầu, Bộ Tài chính mới đây đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp vận tải kê khai lại giá cước phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu. Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện kê khai lại giá cước phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu đến giá cước vận tải. Các cơ quan chức năng phải kiểm tra chặt việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý cước vận tải, kể cả đối với trường hợp quá thời hạn quy định mà không thực hiện kê khai giảm giá cước theo xu hướng giảm giá nhiên liệu. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã giảm 6 lần. Gần đây nhất, sau khi giá xăng dầu trong nước giảm, các taxi của nhiều hãng lớn như Thành Công, taxi 3 sao cũng thông báo giảm với mức từ 500 tới 1.000 đồng một km. Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải đường dài vẫn chưa có động tĩnh gì. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015-2020. Tại lễ ký kết, thông tin về vụ việc lái xe taxi của hãng vi phạm bỏ trốn, gây nguy hiểm và bức xúc trong người dân, Mai Linh cho biết sẽ sa thải lái xe này. Theo ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, đây là một trường hợp đáng tiếc chưa từng xảy ra của hãng. Qua sự việc này, Mai Linh sẽ siết chặt hơn nữa công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý lái xe, tránh những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra. Theo chương trình ký kết,
các lái xe taxi sẽ tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bắt đầu từ chính việc lái xe đúng kỹ thuật và an toàn. Ngoài ra, họ sẽ được tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu y tế, tăng cường hiệu quả ứng phó sau tai nạn giao thông, giảm thiểu số người tử vong do tai nạn. Từ đó, bất cứ lái xe nào của hãng cũng có thể tham gia cứu người bị nạn trên đường. Mai Linh sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tham gia mô hình điểm kinh doanh rượu bia an toàn giao thông, tổ chức dịch vụ đưa khách bị say về nhà. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa yêu cầu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC đến ngày 30 tháng 9, nếu không xử lý dứt điểm tình trạng lún trên mặt đường tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì phải dừng thu phí. Hiện các điểm bị lún mặt đường mới chỉ sửa chữa xong 11 trên 22 vị trí. Ngoài các đoạn theo dõi quan trắc lún, mặt đường từ km 120 đến km 180 đã xuất hiện nhiều vị trí hằn lún vệt bánh xe, độ sâu hằn lún lớn hơn 2,5 cm. Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được thông xe và đi vào khai thác toàn tuyến từ ngày 21 tháng 9 năm 2014. Trong đó có một số vị trí được quan trắc theo dõi lún đến thời điểm hiện tại đã tắt lún. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu VEC xử lý, sửa chữa những vị trí lún mặt đường hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2015 để đảm bảo chất lượng khai thác và an toàn giao thông. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 8, theo báo cáo của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông về kết quả kiểm tra hiện trường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, công tác thi công xử lý, sửa chữa mặt đường của VEC vẫn chưa hoàn thành. Những năm qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một số vụ người tham gia giao thông tử vong hoặc bị thương nặng do cây xanh đổ vào người. Tuy nhiên, việc đền bù thiệt hại cho những nạn nhân này gặp khó khăn do vướng vào cơ chế. Do đó, mới đây, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố lập quỹ hỗ trợ tai nạn do cây xanh gây ra trên địa bàn. Nguồn kinh phí dự kiến là 1 tỷ đồng một năm, được trích từ ngân sách nhà nước bố trí trong lĩnh vực chăm sóc cho cây xanh do Sở Giao thông Vận tải quản lý. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ tai nạn do cây xanh đổ, nhưng hiện vẫn chưa có quy định về việc bồi thường cho người bị nạn. Trước đó, vào năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ các sự cố do cây xanh gây ra. Công ty đã tự trích quỹ để hỗ trợ các nạn nhân, tuy nhiên số vụ tai nạn giao thông do sự cố ngày càng gia tăng nên mới đề xuất lập một quỹ hoạt động chính thức. Gần đây nhất vào chiều ngày 1 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện một cơn dông lớn làm cho cây xanh bị gãy đổ, khiến nhiều người bị thương và nhiều xe máy, ô tô bị hư hại. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam. We'll be right back.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, bụi bặm, đường chật chội, vật liệu ngổn ngang là thực tế đang diễn ra tại công trường thi công đường tỉnh 295B tại tỉnh Bắc Giang. Tình trạng này đã diễn ra gần 2 tháng qua, khiến cho người dân sinh sống và đi lại qua đây vô cùng lo lắng khi sức khỏe và sự an toàn của họ đang bị đe dọa mỗi ngày. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Đã nhiều ngày nay, dù ngày hay đêm, ngôi nhà của anh Tống Đức Khoa luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Nguyên nhân là vì bụi. Bụi có mặt ở khắp nơi. Và dù lau liên tục thì chỉ một lát, bụi đã phủ đầy. Nhìn chung là do cái tiến độ thi công cho nên là cái mức độ bụi thì mặc dù đã được bên thi công làm đường là tưới nước thường xuyên, nhưng mà cái lượng bụi nó vẫn rất là lớn. Cho nên nó cũng ảnh hưởng ít nhiều tới cái sinh hoạt bình thường của người dân ở khu vực làm đường. Trong nhà thì chúng tôi phải đóng thường xuyên và cửa, nếu như mở cửa ra thì bụi rất là nhiều. Và đóng như vậy thì trên mặt bàn và giường tủ hàng ngày là phải lau chùi thường xuyên. Bụi lắm, mà hẳn ra thì đáng nghĩa nước thì người ta đi phun đều thì nó còn đỡ, đằng này thì thỉnh thoảng. Chung lo lắng với anh, hàng nghìn hộ dân sống dọc tuyến đường đang ngày ngày phải hứng chịu bụi. Nỗi lo lắng sức khỏe bị ảnh hưởng, nhất là gia đình có con nhỏ, khiến họ khổ sở. Không chỉ thế, tại đoạn qua xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, vật liệu xây dựng chất thành từng đống trên đường, gây cản trở lưu thông. Đường thì lồi lõm, tai nạn là điều khó tránh, nhất là khi trời tối. Nhưng theo quan sát của phóng viên, tại đây không hề có biển báo hiệu nào cho người đi đường. Nhưng mà có lắng nhất là cái ổ gà và đường nó chật hẹp. Thế là đi như là về cái an toàn là không an toàn thế nào cả. Nói chung là tôi gặp tai nạn ở khu vực đường xấu này rất nhiều, kể cả người lớn và trẻ em đều có. Nhưng hiện nay như ví dụ hôm qua là ngay cái đoạn đường này là cũng có tai nạn như là ô tô lao vào xe máy. Hạn đi xe nó vướng, nó kiểu nó nhiều các vật liệu nó đổ như này này thì đi chả may xe ô tô thì to, đi trên đường nó hay vướng. Theo đại diện chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, việc thi công tuyến quốc lộ 1 mới khiến lưu lượng phương tiện chuyển qua đường tỉnh 295B gia tăng. Thêm vào đó, việc nâng cấp mở rộng sang hai bên tuyến đường từ 6m lên 11m khiến việc đảm bảo giao thông trong khi thi công gặp nhiều khó khăn. Và trong quá trình triển khai thực hiện là vấn đề an toàn giao thông và công tác vệ sinh môi trường là chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu và thực hiện nghiêm túc theo cái quy định. Tuy nhiên là trong quá trình triển khai thì đôi khi có những thời điểm, có những lúc mà việc đảm bảo thông cũng chưa tốt, đặc biệt là một số cái thời điểm mà theo dân dân phản ánh nó cũng liên quan đến nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái lưu lượng tăng, cái thứ hai là tình hình thời tiết cũng là thay đổi, mưa và nắng rất là to, dẫn đến là cái việc mà hạn chế về bụi là cũng khó khăn đối với đường đang khai thác. Theo quy định, các đơn vị thi công phải có phương án đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Việc các nhà thầu tắc trách, đơn vị quản lý lơ là, dù chỉ một lúc nào đó cũng khiến người dân là người phải hứng chịu. Và chỉ cần một vài thời điểm như vị đại diện Sở Giao thông Vận tải nhắc tới đó thôi, tính mạng của nhiều người dân có thể bị đe dọa. Bản tin Giao thông An toàn ngày 26 tháng 8 của VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.